việc nuôi con bằng sữa mẹ mang lại rất là nhiều lợi ích về phía trẻ. Trẻ được bú mẹ hoàn toàn thì sẽ giảm thiểu được rất là nhiều bệnh nhiễm trùng như là nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da, bởi vì trong sữa mẹ có rất là nhiều kháng thể. Khi trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thì các bạn đã biết sữa mẹ là hoàn toàn phù hợp với trẻ, bởi vì trong sữa mẹ không có chất gây dị ứng hoặc là không có kém hấp thu như là dùng các sữa công thức. Sữa mẹ giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất và tâm thần vận động, cũng như là giúp cho trẻ phát triển vị trí thông minh rất là tốt. Đối với trẻ mà được bú mẹ hoàn toàn thì có khuynh hướng là sẽ thông minh, rất là sớm biết đi và phản xạ rất là tốt. Đối với trẻ bú mẹ sẽ giúp gắn kết tình cảm rất là tốt giữa mẹ và con. Chính vì vậy là trẻ có cảm giác an toàn và giúp ích cho sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Chúc các mẹ sức khỏe, vui vẻ, yêu đời, nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Chúc các bé là bú giỏi, chống lớn.